Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đập hộp cái lẩu từ xôi bắp bò riêu cua của Omachi. Đây là sốt riêu cua, đây là gói từ xôi, sốt riêu cua, mì khoai tây, bắp bò và nấm, topping, đây là bột cà chua, sốt gia vị lẩu. Rồi bây giờ mình sẽ xé gói lẩu từ xôi, gói này là gói bột xôi, mình bỏ vô đây. Cho tất cả các gói sốt với gia vị vào trong cái tô mì. Cà chua. Đây là gói bắp bò. Bắp bò rất là nhiều bò nha quý vị. Xong cái riêu cua. Xong lại lấy gói này là gói topping. Rau. Rồi, hôm nay bác kêu mình là mình sẽ bỏ nước. Thấy cái dập. Rồi. Mình để cái lẩu vô. Xong mình xối nước. Tới cái vạch luôn. Xong bây giờ mình đậy nắp lại, mình chờ 10 phút nha. Rồi sau 10 phút thì chúng ta mở nắp ra. Chúng ta bắt đầu thưởng thức. Đây, với giá thị trường Sài Gòn hiện nay là 150.000 một gói thì mình thấy nó hơi mắc nha, với một gói mì gói hơi nhiều thịt một chút. Để mình nếm cái nước coi, nước khá là đậm đà, có mùi riêu cua. Mình ăn cho biết thôi các bạn, chứ thực ra là mình đi ra ngoài mình ăn lẩu tươi nó vẫn ngon hơn nha. Để phải thêm nước, nó hơi mặn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.